Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ hương đỏ hay còn gọi là hương ba đúc của Châu Phi. Đây là bộ hoành phi câu đối gỗ hương giá cực rẻ. Quý khách muốn đặt cái mẫu sản phẩm này, quý khách hãy liên hệ về với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 88 3349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là bức hoành phi của dòng tộc họ Trần bên Thái Bình. Và bức hoành phi này chúng tôi làm kích thước dài 1m97, rộng 67, chạm ba chữ là Trần từ đường. Nghĩa là do từ đường của họ Trần. Ván chúng tôi làm dày 3 phân và khung tranh chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân. Hàng đặt theo yêu cầu và chất liệu gỗ này là gỗ hương giá rẻ. Chúng tôi làm cho những khách hàng thích giá rẻ. Thì quý khách hãy mua cái chất liệu gỗ hương ba đúc này. Và xen kẽ các chữ nho, chúng tôi có chạm tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai. Và chuyện chúng tôi làm chuyện chữ công. Như trên màn hình các bạn đang xem đây. Phần khuôn tranh chúng tôi chạm hoa hồng và cuốn thư. Và chúng ta cùng đi đến chi tiết của đôi câu đối. Đôi câu đối cũng làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ nhập khẩu từ Châu Phi, hay còn gọi là gỗ hương ba đúc. Quý vị có thể xem thêm trên Google xuất xứ của gỗ hương ba đúc. Về nguồn gốc của gỗ thì xuất xứ từ bên Châu Phi và có cái giá thành rất là rẻ nên chúng tôi sẽ bán ra thị trường cũng như theo giá gỗ. Thì quý khách thích rẻ, quý khách sẽ dùng cái loại chất liệu gỗ như này. Đây là câu đối chúng tôi làm dài 1m97, dày 5 phân và rộng 28. Câu đối bên phải chúng tôi chạm là tổ đường Bách Thế Hương Hoa Tại. Và bên trái chúng tôi chạm Trần Tộc Thiên Thu Phúc Lộc Trường, làm theo đơn đặt hàng của khách hàng bên Thái Bình. Câu đối phía dưới chúng tôi chạm Kỳ Lân. Và bên trên thì chúng tôi chạm Phượng Hoàng. Phần diềm chúng tôi chạm hoa la tây. Và nét chữ thì rất là bay bổng. Chữ Hán Nôm có dịch phụ đề phía dưới cho quý khách hàng dễ hình dung. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Chúng tôi có thể nói là hoành phi câu đối nó có triệu giá, từ giá thành thấp đến giá thành cao. Quý khách hãy liên hệ về 0986 883349 thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể từng cái sản phẩm về kích thước cũng như chất liệu gỗ, mẫu mã. Vì đồ gỗ, đồ thờ cúng tâm linh rất là đa dạng. Mỗi một nhà thì lại có một kích thước khác nhau và mẫu chữ cũng khác nhau. Trên màn hình các bạn đang xem đây là bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ hương đỏ. Chúng tôi xin nhắc lại là gỗ hương đỏ nhập khẩu từ Nam Phi, khác với gỗ hương đá Nam Phi. Gỗ hương đá Nam Phi thì giá thành nó đắt hơn. Quý vị tránh bị nhầm giữa hai cái chất liệu gỗ là gỗ hương đỏ và gỗ hương đá. Cùng là gỗ hương nhưng tên gọi khác nhau và giá thành cũng khác nhau. Thì bên cạnh các cái bộ sản phẩm như này, chúng tôi đang sản xuất các cái bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ, gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá, dành cho nhu cầu khách hàng chơi về hàng kỹ, còn khách hàng thích hàng rẻ thì quý khách hãy mua chất liệu gỗ hương đỏ ba đúc này. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành chia sẻ tất cả các cái quy trình, các cái video clip về đồ thờ cúng tâm linh từ khi sản xuất đến khi thép vàng, sơn son và bàn giao, chúng tôi giới thiệu rất chi tiết. Quý khách có thể vào trang chủ Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Chúng tôi sẽ ghi cái link đăng ký ở cuối video. Quý khách hãy đăng ký kênh thì quý khách có thể xem được các video mới nhất về đồ gỗ, đồ thờ cúng, đồ gỗ phòng khách, đồ gỗ phòng thờ. Quý khách có gì thắc mắc, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ giải thích thêm. Hoặc quý khách liên hệ trực tiếp cho chúng tôi 0986 883349. Chúng tôi là làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi trực tiếp, không qua trung gian. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.